Sáng nay, Hội Tiếng Niêu Thần Học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Thường niên Tiếng Niêu Thần Học Việt Nam năm 2024. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này. Tham dự hội nghị có trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia Tiếng Niêu Thần Học trong nước và quốc tế. Với chủ đề tiến bộ trong niêu khoa và thần học, hội nghị lần này đã cập nhật những thông tin khoa học và giải pháp mới cũng như những công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiếng niêu thần. Thông qua các phiên thảo luận, báo cáo khoa học, các đại biểu đã cập nhật nhiều thông tin, kiến thức bổ ích, nhiều ý tưởng mới để áp dụng công tác khám điều trị. Hội Tiếng Niêu Thần Học Việt Nam trong những năm qua, với nỗ lực của các thành viên của hội và các chi hội Tiếng Niêu Thần Học Việt Nam phía Bắc, Hội Tiếng Niêu Thần Học Thừa Thiên Huế, Hội Tiếng Niêu Thần Học Thành phố Hồ Chí Minh đã có những phát triển đáng kể trong nghiên cứu lâm sàng, ứng dụng các tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiếng niêu và thần học. Hội Tiếng Niêu Thần Học Việt Nam. Đây là dịp để các nhà khoa học, các bác sĩ trong chuyên ngành niêu khoa và thần học và các chuyên ngành liên quan trao đổi, học tập kinh nghiệm để cùng phát triển chuyên ngành tại địa phương. Ngành tiếng niêu thần học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Những thành tựu của ngành trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc giảm tỷ lệ mắc bệnh lý về niêu khoa và thần, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.